Bây giờ xin mời bà con nghe bài viết của Trần Lý, lực lượng đặc biệt trong trận Đồng Xoài. Những trận tấn công của Cộng quân để sửa soạn cho trận Đồng Xoài. Ngay từ tháng 5 năm 1965, Cộng quân đã mở nhiều cuộc tấn công quấy phá trong phạm vi tỉnh Phước Long. Ngày 10 tháng 5, Trung đoàn 271 cùng Tiểu đoàn 840 địa phương và quân đặc công đã tấn công thị xã Phước Long. Đồng thời, Trung đoàn 272 cũng tràn ngập các vị trí phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại chi khu Phước Bình. Trong một thời gian ngắn kiểm soát tỉnh lỵ, Cộng quân đã phá hủy nhiều ấp chiến lược trong khu vực như Bà Trá, Thuận Kiểm, Thuận Lợi, Phú Triền, Đa Kia, Bù Đốp, Đức Bổn và Sông Bé. Để đối phó với cuộc tấn công và tạm chiếm thị xã, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gửi Tiểu đoàn 36 biệt động quân đến giải tỏa. Ngày 11 tháng 5, hai đại đội biệt động quân đã chạm địch dàn trận dọc liên tỉnh lộ 13 và quốc lộ 14 và bị thiệt hại trung bình. Quân Việt Cộng rút khỏi trận địa ngày 12 tháng 5. Tại chi khu Phước Bình, Cộng quân thuộc Trung đoàn 272 đã tràn ngập chi khu sau 25 phút tấn công và gây tổn thất cho 115 quân trú phòng. Đến 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5, Tiểu đoàn 34 biệt động quân đã được trực thăng vận xuống một bãi đất cách chi khu 14 cây số về phía đông nam và từ đây tiến về Phước Bình. Trung đoàn 272 được lệnh chặn đánh biệt động quân tại điểm đổ quân, nhưng biệt động quân đã kịp di chuyển và sau đó tấn công tiểu đoàn 5, khiêu 872 cộng quân và đánh chiếm chi khu. Ngày 15 tháng 5, cộng quân rút theo đường 20 và tấn công các đồn địa phương quân dọc quốc lộ. Hai trung đoàn cộng quân có phiên hiệu là Q871 và Q872 theo quân sự Cộng sản Bắc Việt. Vài địa danh. Quận Đồng Xoài, Hai Đông Luân nằm ở giao điểm liên tỉnh lộ 13 và quốc lộ 14, kiểm soát toàn khu vực Phước Long, Bình Long, Chân Thành, Phú Giáo. Đồng Xoài cách Biên Hòa khoảng 40 cây số. Trại lực lượng đặc biệt nằm dọc quốc lộ 14 cách quận lỵ 2 cây số về phía tây, cách Đức Phong 48 cây số về tây nam và cách Sài Gòn 80 cây số về phía bắc đông bắc. Trại có một sân bay trực thăng ngay cạnh quốc lộ 14. Tỉnh Phước Long, tỉnh lỵ đặt tại Phước Bình còn gọi là Sông Bé, gồm 4 quận: Bố Đức, Phước Bình, Đức Phong và Đông Luân. Năm 1957, quận Sông Bé được tách khỏi Biên Hòa và Bù Đốp, tách khỏi Thủ Dầu Một để lập ra Phước Long. Năm 1958, khu Bù Gia Mập thành quận Phước Hòa nhưng sau đó bị bỏ, khu Bù Đăng trở thành Phước Tân và sau đó thành quận Đức Phong. Năm 1961, khu vực Đồng Xoài thành quận Đông Luân. Ngày 25 tháng 5 năm 1965, Toán A 342 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ được trực thăng vận đến Đồng Xoài, một quận của tỉnh Bình Long tại ven phía bắc của chiến khu C và đóng tạm tại quận Đường, cách đây đang có một toán công binh toán 1104 của Hoa Kỳ do Trung úy Frank Peterlin chỉ huy. Toán này đang xây dựng một căn cứ mới bao gồm công sự, nhà ở, các vị trí phòng thủ đặt súng nặng và cả một phi đạo nhỏ. Trong lúc toán CB tiếp tục việc xây dựng, các đơn vị Việt Mỹ được đưa đến để trú đóng gồm toán A242AF gồm 11 quân nhân Hoa Kỳ, chỉ huy do đại úy William Stoke, chỉ huy phó là trung úy Charlie William. Toán A351 lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa gồm 10 quân nhân do đại úy Nguyễn Huy Đỗ chỉ huy, các đơn vị dân sự chiến đấu, đại đội 327, 120 gốc nguyên, đại đội 328, 147 người gốc nguyên, đại đội 342, 118 quân Việt, cùng trú đóng tại căn cứ còn có, trung đội 111 địa phương quân nghĩa quân có 40 quân nhân, một chi đội 6 xe bọc thép M8 thời Pháp còn lại, võ khí nặng có 2 đại bác 105 và 6 đại liên. Ngoài ra còn 9 quân nhân CB cùng tạm trú tại căn cứ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi căn cứ được bắt đầu xây dựng,
cộng quân đã liên tục pháo kích tuy trời rạc bằng súng cối vào khu vực trại và đã có những dấu hiệu về việc cộng quân chuyển quân đến các khu vực chung quanh quận lỵ. Đêm 19 tháng 6, trời không trăng và mây phủ. Các toán dân sự chiến đấu tuần tra quanh căn cứ và đi xa hơn ra bên ngoài. Căn cứ được tạm chia thành 4 khu vực riêng rẽ. Khu vực võ khí nặng, nơi pháo đội 105 và xe bọc thép trú đóng. Khu vực quận đường, nơi 8 dân sự Mỹ ở. Khu doanh trại dân sự chiến đấu, nơi đóng quân của 2 đại đội dân sự chiến đấu. Và khu cư trú của các quân nhân lực lượng đặc biệt Việt Nam, cùng 12 Special Force Mỹ và các CV. Nhóm quân nhân Mỹ cũng chia thành 2 toán nhỏ, 5 Special Force và 4 CV cùng Trung úy Peter Lin lo phòng thủ khu vực Bắc của khu vực. Một đại đội dân sự chiến đấu nguyên lo nhiệm vụ bảo vệ khu giao binh của gia đình và thân nhân trong phạm vi quận. Toán tiền đồn dân sự chiến đấu đóng bên ngoài vòng rào trại, bị đặc công cộng quân thanh toán êm lúc 11 giờ đêm 9 tháng 6. Toán này không mang theo hỏa châu và không có radio để báo động, và chỉ vài nhân viên chạy thoát được về căn cứ. Các trung đoàn 272 và 273 cộng sản Bắc Việt tiến về căn cứ mà không bị phát giác. Cộng quân bắt đầu cuộc tấn công vào lúc 12 giờ 30 đêm. Chúng pháo kích hàng loạt bằng súng cối vào khu vực phía tây của căn cứ. Hai Special Force đã tử thương ngay trong đợt pháo kích đầu tiên. Lúc này căn cứ chưa xây cất xong, nên cộng quân cắt phá hàng rào kẽm gai tại các khu vực chưa được bảo vệ bằng hỏa lực đan lưới. Cộng quân tấn công mạnh vào khu vực quận đường. Chúng nhiều lần tiến sát đến các giao thông hào nhưng đều bị quân trú phòng đẩy lui bằng hỏa lực súng máy, phóng lựu M79 và súng phóng rocket 3.5 inch dưới ánh sáng hỏa châu. Điều may mắn cho quân trú phòng là vì căn cứ đang xây dở dang nên đạn tồn trữ vẫn còn để trải rác tại giao thông hào và quân trú phòng không lo thiếu đạn. Lô cốt tại góc Tây Nam nằm phân nửa dưới mặt đất thành trung tâm kháng cự, đẩy lui các đợt tấn kích của cộng quân. Nhưng sau đó lô cốt trúng đạn cối cộng quân và bị phá hủy. Quân sống sót phải chạy trút về quận đường. Khi cộng quân tấn công vượt tường đất trong đợt tấn kích lúc 2 giờ 30 sáng, các liên lạc với khu vực dân sự chiến đấu đều bị cắt đứt sau khi trung tâm truyền tin bị trúng đạn cối Việt Cộng, dây điện thoại bị cháy, sĩ quan chỉ huy toán bị thương nặng cả hai chân khi trúng đạn pháo kích và kể như không còn khả năng chỉ huy. Trận đánh vẫn tiếp tục dữ dội dọc giao thông hào. Cộng quân lợi dụng màn đêm dùng từng toán đặc công 6 tên, 10 tên, đột nhập tấn công bằng bọc phá và súng phun lửa. Một toán 16 đặc công mình trần đã bị đẩy lui và thanh toán bằng cận chiến. Sau đó hai cộng quân đã bò sát vào vòng rào và dùng súng phun lửa, đốt quân trú phòng và tràn ngập vị trí phòng thủ của dân sự chiến đấu. Các quân nhân còn sống sót trút chạy lui hết về khu vực trung tâm quận đường. Nhưng trong lúc này, quận đường chỉ còn lại một vị trí kháng cự nhỏ bên ngoài trụ sở quận. Chỉ huy phó toán A 342 Trung úy Trạc Lee Williams kiểm điểm lại quân số. Phía Mỹ 3 chết, 3 mất tích, số còn lại đều bị thương. Tất cả các dân sự chiến đấu lực lượng đặc biệt Mỹ Việt và CV lôi vào cố thủ trong một tòa nhà và liên lạc chỉ điểm mục tiêu cho trực thăng võ trang đến quanh kích bảo vệ cho tòa nhà. Sát cộng quân trải rác càng ngày càng nhiều quanh khu vực, cộng quân tiếp tục tấn công trong lúc trời đang sáng. Đến 9 giờ 30 sáng, cộng quân chiếm khu trường học và đặt súng máy tại đây để bắn áp đảo vào vị trí phòng thủ còn lại của quân Việt Nam Cộng Hòa. Trung úy William cùng một CB đã bò ra cùng một khẩu bazooka và phá hủy ổ súng này bằng 4 quả đạn. Khi bò trở lại vị trí, cả hai bị trúng đạn và tử thương. Đến trưa, cộng quân dùng súng không dật 57 ly bắn phá. Trung tâm phòng thủ cuối cùng bị phá hủy và cộng quân tràn ngập vị trí. Các quân nhân còn lại chạy về ổ súng cối của căn cứ và được trực thăng cứu thoát. Trung úy William đã được ân thưởng huy chương do sự can đảm và anh dũng của ông trong trận đánh. Cộng quân đã dùng súng phun lửa đốt cháy toàn bộ khu gia cư của gia đình quân trú phòng, tàn sát 200 thường dân. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tiếp cứu được đưa đến Đồng Xoài.
Tiểu đoàn 52 biệt động quân tấn công giải tỏa, tuy bị thiệt hại khá nhiều nhưng bắt tay được với các dân sự chiến đấu còn trụ lại vào 7 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 65. Ngày 12 tháng 6, trong khi không kích yểm trợ không quân Hoa Kỳ đã mất một F-100 do phòng không cộng quân, phi công thiếu tá Lauren Holland nhảy dù nhưng dù mắc vào cây và ông bị cộng quân bắn chết. Trận Đồng Xoài tiếp diễn sau đó với các trận đánh đẫm máu của các đơn vị tiếp viện Việt Nam Cộng Hòa, gồm Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh và Tiểu đoàn 7 Nhảy dù. Các bản báo cáo tổng kết sau trận đánh: lực lượng đặc biệt Việt Nam 3 tử trận 4 bị thương, dân sự chiến đấu 40 tử trận 54 bị thương, 124 mất tích. Cộng quân bỏ lại quanh căn cứ 134 xác, số chết và bị thương kéo đi không rõ. Phía Mỹ thì có 5 tử trận, 16 trong số 20 bị thương. Báo cáo hành quân của phi đoàn trực thăng 118 Hoa Kỳ. Phi đoàn trực thăng 118 AHC là phi đoàn đã trực tiếp tham dự trận Đồng Xoài từ ngày 10 đến 20 tháng 6 năm 1965. Phi đoàn đã oanh kích yểm trợ lực lượng trú phòng chống lại các đợt tấn công của cộng quân, đồng thời cũng chuyển vận các lực lượng tiếp cứu vào trận. Bản báo cáo cũng chia thành hai giai đoạn yểm trợ do các trực thăng võ trang và giai đoạn chuyển vận quân tiếp ứng. Vào 1 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 65, Trung tâm Hành quân Chiến thuật vùng 3 đã yêu cầu phi đoàn 118 gửi ngay phi đội trực chiến đến trại lực lượng đặc biệt tại Đồng Xoài, với lý do là trại đang bị cộng quân pháo kích dữ dội từ nửa đêm. Trực thăng võ trang đã bay vào khu vực ngay 1 giờ 30 và ghi nhận các vị trí súng cối của cộng quân, đồng thời cũng bị đạn súng nhỏ từ dưới đất bắn lên. Hai trực thăng võ trang đã yểm trợ cho đến khi hết đạn, một phi công bị thương do đạn cộng quân. 6 giờ sáng ngày 10 tháng 6, tất cả các trực thăng của phi đoàn 118 rời Biên Hòa để về Đồng Xoài, tập trung tại Phước Vĩnh. Tại đây, các trực thăng vận chuyển đã được sử dụng để đưa tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa vào trận. Phi đoàn 118 tạm thời giữ vai trò liên lạc chiến trường giữa quân trú phòng và bộ chỉ huy hành quân quân đoàn 3, cho đến khi quân trú phòng bị mất liên lạc sau 18 giờ bị tấn công liên tục. Phi đoàn được yêu cầu giúp di tản các quân nhân Mỹ Việt đang còn cố thủ, 3 trực thăng cấp cứu cùng 2 trực thăng võ trang, hậu tống đã tình nguyện vào vùng. Sau khi không quân oanh kích dọn đường, đoàn trực thăng võ trang đã bay vào vùng quận đường từ hướng nam, cách khu vực phía nam của trại lực lượng đặc biệt khoảng 250 m, có một dòng sông nhỏ cạn. Nơi đây cộng quân đã giấu hai chiếc xe M8 mà chúng lấy được từ quận đường. Các trực thăng võ trang đã hủy diệt hai xe này bằng rocket, tránh việc cộng quân có thể dùng đại liên 50 trên xe để bắn vào các vị trí cố thủ của quân trú phòng. Các trực thăng chuyển vận bay sát theo sau các trực thăng võ trang và đáp nhanh xuống sân vận động quận, ngay bên cạnh trại lực lượng đặc biệt. Cộng quân nhắm bắn các trực thăng chỉ cách đó khoảng 50 mét. Phi công nhảy khỏi phi cơ dùng M14 vừa chạy vừa bắn, xông vào tòa nhà để kéo các quân nhân bị thương chạy ra. Trực thăng đã cứu được 9 quân nhân Hoa Kỳ bị thương và 8 quân nhân Việt Nam khỏi tòa nhà cố thủ này. Đây là quân nhân cuối cùng thoát chạy được. Ngay sau khi cuộc giải cứu hoàn tất, không quân Hoa Kỳ đã ném bom hủy diệt các mục tiêu trong quận. Xế trưa ngày 10 tháng 6, tiểu đoàn 52 biệt động quân đến Phước Vĩnh và dự trù được đưa vào Đồng Xoài. Ngay từ lúc cộng quân bắt đầu cuộc tấn công vào Đồng Xoài, họ đã đặt kế hoạch dùng trung đoàn 762 tiến chiếm và trấn giữ quận, trung đoàn 761 dàn quân phục kích lực lượng tăng viện Việt Nam Cộng Hòa trong vùng đồng điền cao su Phú Lợi, còn trung đoàn 763 dùng làm trừ bị. Trung đoàn 762 dự trù chiếm toàn bộ quận đường trong vòng 90 phút. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng địa phương trú phòng cùng các đơn vị lực lượng đặc biệt đã kháng cự mãnh liệt, và dưới sự yểm trợ của không quân Việt Mỹ, trung đoàn 762 Việt Cộng đã thiệt hại hai tiểu đoàn tại phạm vi quận. Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, tướng Nguyễn Bảo Trị, Sư đoàn 5 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tướng Phạm Quốc Thuần,
cùng phối hợp kế hoạch phản công, có thêm sự cố vấn của tướng Westmoreland. Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa là lập tức đưa tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, sư đoàn 5 vào tăng viện bằng trực thăng và sau đó sẽ gửi thêm tiểu đoàn 52 biệt động quân, lực lượng trừ bị cơ hữu của quân đoàn 3 vào trận. Các đơn vị bộ binh tăng viện được tập trung tại căn cứ Phước Vĩnh cách Đồng Xoài 28 cây số về hướng Nam Đông Nam. Tại đây có một phi trường với phi đạo trắng nhựa dài 3.700 feet. Học đoàn 14 phi cơ của phi đoàn 118 trực thăng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm đổ quân vào Đồng Xoài, khởi động vào 6 giờ sáng. Do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, việc trinh sát và thu thập các tin tình báo về hoạt động của cộng quân không được thực hiện và các bãi đổ quân cũng không được chọn tùy nghi theo ước đoán. Bãi đổ quân cho đợt đầu là một bãi đất trống nằm sát lộ cách quận Lỵ chừng 2 cây số về phía bắc. Con lộ này dẫn về đồng điền cao su Thạnh Lợi và trong trường hợp có thêm nhu cầu tăng viện, hai bãi đổ quân khác được chọn nằm ngay trong khu vực quận Lỵ. Các trực thăng trong đội hình của phi đoàn 118 bị cộng quân bắn lên ngay khi bay vào vùng từ hướng đông và các trực thăng võ trang hộ tống phải liên tục bắn phá yểm trợ. Càng đến gần bãi đáp, hỏa lực cộng quân càng mạnh hơn và trực thăng hậu tống đã tạm ngưng bắn để chờ xác định tình hình quân bạn vào thù. Vài giây trước khi phi cơ chạm đất, phi công báo cáo có những thường dân đứng bên bờ đất vẫy chào đoàn trực thăng. Và ngay khi quân Việt Nam Cộng Hòa nhảy khỏi trực thăng, đám thường dân nhảy tục xuống hào và nổ súng bắn trực thăng. Tuy không phi cơ nào bị hư hại nặng nhưng phải bay lên thật nhanh về lại Phước Vĩnh, bỏ lại toán quân Việt Nam vừa đổ xuống giữa trận địa phục kích đã sửa soạn sẵn của cộng quân và hoàn toàn bị tiêu diệt sau 20 phút. Trong số 196 quân nhân của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 nhảy xuống và lọt vào bẫy của cộng quân, chỉ 3 người sống sót, tiểu đoàn trưởng và cố vấn Mỹ đều hy sinh. Đoàn trực thăng trở về Phước Vĩnh nhận thêm nhiên liệu và toán quân còn lại của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 sửa soạn cho đợt đổ quân kế tiếp. Tin tình báo cho biết cộng quân đã đặt súng phòng không quanh bãi đáp trực thăng cạnh trại lực lượng đặc biệt trong quận để chờ quân tăng viện, nên không thể đổ quân trực tiếp vào quận. Trước thất bại bi thảm của một cuộc đổ quân đầu tiên, phi đoàn 118 quyết định tìm một bãi đáp khác, gửi các trực thăng cơ hữu bay dò tìm và tự thám sát một bãi đổ quân mới. Các trực thăng thám thính bay nhiều lần qua lại một. Các trực thăng thám thính bay nhiều lần qua lại trên một phi đạo nhỏ trải nhựa của đồng điền Thuận Lợi tìm các hoạt động của cộng quân. Tất cả đều yên lặng, không dấu vết khả nghi nào cho thấy cộng quân đang dùng đồng điền này trong lúc tấn công quận Lỵ Đồng Xoài. Phi đoàn quyết định chọn nơi này để đổ phần còn lại của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 vào trận. 14 trực thăng được chia thành 3 toán bay vào khu vực. Khi trực thăng dẫn đầu của toán tiên phong đến gần khu vực bãi đáp, bất ngờ một đàn trâu chạy vào phi đảo nơi định đổ quân, nên phi công quyết định đáp xuống gần hơn và nhờ quyết định nhạy bén này nên đã cứu được một số sinh mạng. Ngay khi càng trực thăng đi đầu chạm đất, cộng quân đã cho nổ quả mìn Claymore đã gài tại vị trí mà trước đó trực thăng chọn để đáp. Mìn nổ báo hiệu cho đủ loại súng cộng quân tập trung nhắm vào khu vực đổ quân. Cộng quân ẩn nấp trong các chiến hào và các tòa nhà có đồng điền chờ sẵn và giăng bẫy. Họ giữ kỷ luật không bắn các trực thăng trinh sát. Các trực thăng hậu tống đã bay vào yểm trợ bắn dọc hai bên chiếc trực thăng đang đổ quân. Các quân nhân vừa nhảy khỏi phi cơ liền bị đống ngã. Một quả đạn cối rơi gần phòng lái của một trực thăng đổ quân, lật ngang chiếc phi cơ và gây phi cơ nổ tung. Toàn bộ nhân viên và quân trên phi cơ tử nạn. Các trực thăng còn lại kịp bay lên và bị đạn bắn như mưa, hầu hết tất cả đều trúng đạn. Trước tình thế này, phi đoàn 118 đành quyết định ngưng đổ quân và quay về lại căn cứ tập trung. Các quân nhân còn lại trong chuyến này thoát chết. Nhân viên y tế phi hành của phi đoàn 118 đang hoạt động tại trạm cấp cứu hành quân Phước Vĩnh đã yêu cầu tăng viện các C-130 để tải thương cả 100 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị thương về các bệnh viện gần đó. Không thể đổ quân tiếp viện và quận đường bị nguy cơ tràn ngập nên các quân nhân Việt Mỹ còn sống sót cố lùi về hố súng cối của căn cứ lực lượng đặc biệt.
Trực thăng của 118 liều lĩnh bay thẳng vào sân vận động quận và cứu được 9 quân nhân Mỹ bị thương và 8 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những quân nhân cuối cùng thoát khỏi quận. Không quân Việt Mỹ đã xem lại khu vực quận là vùng oanh kích tự do bắn phá không cần chỉ điểm mục tiêu. Tiểu đoàn 52 biệt động quân vào trận. Tiểu đoàn 52 biệt động quân, lực lượng trừ bị chính của quân đoàn 3 được dự trù đưa vào tiếp viện cho Đồng Xoài. Tiểu đoàn đến Phước Vĩnh vào xế trưa ngày 10 tháng 6. Do cuộc tiếp cứu thành công bóc được các quân nhân cuối cùng khỏi quận đường, sân vận động quận được chọn làm nơi đổ quân, hy vọng tiếp tục gây bất ngờ cho cộng quân. Phi đoàn 118 vẫn được chọn làm đơn vị phụ trách hành quân, có tăng cường thêm các trực thăng của phi đoàn 145 không trợ. Và lúc 4 giờ chiều, họp đoàn 40 trực thăng đã bay vào quận, theo đúng đường bay trước và đáp xuống sân vận động mà không bị cộng quân nhắm bắn. Tuy bị bất ngờ, nhưng chúng vẫn kịp đổi hướng các khẩu súng nặng về phía biệt động quân đang đổ xuống. Nhưng biệt động quân đã nhanh chóng phân tán quân ra khỏi nơi đổ quân và tiến thật nhanh vào phạm vi quận. Cộng quân vội vã tổ chức lại bộ chỉ huy chiến trường, tập trung quân tại nhà thờ quận. Đại quý tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 52 Hoàng Thọ Nhu tổ chức tấn công. Tin từ quân đoàn ban đầu cho biết quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trong quận, nên đại đội 4 tiểu đoàn 52 tiến nhanh vào quận và toán tiền phong đã bị đại liên 30 trên xe M8 ngăn chặn. Tiểu đoàn phải dạt ra tạm chiếm tại các vị trí tại các khu phố chung quanh và ven hàng rào ấp chiến lược trước quận đường. Trung đội 1 của đại đội 3 tiểu đoàn 52 bám sát mục tiêu và xác định vị trí của hai chiếc M8 này. Các B-57 của không quân Mỹ đã được gọi đến oanh kích yểm trợ, hủy hai xe này và gây kho đạn trong chi khu phát nổ, và biệt động quân nhanh chóng thanh toán chiến trường để tiến vào quận trước khi màn đêm buông xuống. Các đại đội biệt động quân bố trí dọc hàng rào phòng thủ chu vi quận để đề phòng cộng quân phản kích. Hai cánh quân của cộng quân kéo từ khu trại lực lượng đặc biệt sang nhưng bị đánh tan và biệt động quân đã chiếm lại trại lực lượng đặc biệt và căn cứ pháo binh trước khi trời sáng. Trong đêm, các tin tức tình báo về tình hình cộng quân thu nhận được cho thấy cộng quân đã dùng toàn bộ một trung đoàn bộ binh có thêm các đơn vị yểm trợ súng nặng để chiếm quận và chi khu. 7 vị trí phòng không của cộng quân đã bị phi cơ hủy diệt trong và quanh Đồng Xoài. Hàng trăm đạn pháo kích của cộng quân đã phá hủy tất cả các vị trí phòng thủ của lực lượng đặc biệt. Tuy nhiên, cộng quân cũng thiệt hại nặng vì các đợt oanh kích của không quân Việt Mỹ. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, phi đoàn 118 đã trực thăng vận tiểu đoàn 7 dù từ Phước Vĩnh vào sân vận động quận và tiếp tục giúp đưa quân Việt Nam Cộng Hòa bị thương trở về Phước Vĩnh. Ngày 12 tháng 6, quân Tân Viện Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đến Đồng Xoài với tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, sư đoàn 18 bộ binh, gia tăng quân số lực lượng trú phòng lên trên 1.000 quân. Ngày 14 tháng 6, phi đoàn 118 đã đưa đại đội trinh sát của trung đoàn 43 bộ binh từ Xuân Lộc đến truy tìm các dấu vết còn lại của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7, nhưng không thành công. Thời tiết trở thành quá xấu cho các phi vụ tìm kiếm. Vai trò không quân Mỹ Việt trong trận Đồng Xoài. Hoạt động của không quân trong trận Đồng Xoài thường chỉ được nhắc nhở qua các phi vụ đổ quân của phi đoàn 118 không trợ của bộ binh Mỹ. Các trực thăng đã thực hiện đến 2.700 phi vụ và chuyển vận 3.500 quân Việt Mỹ. Bên cạnh đó, không quân Việt Mỹ cũng đã đóng góp rất nhiều vào trận đánh. Các C-130 của không quân Mỹ giúp chuyển vận quân và quân cụ đến Phước Vĩnh. Riêng ngày 10 tháng 6, Sư đoàn 2 không quân Mỹ đã tập trung đến 24 chiếc A-1H, 35 chiếc A-1E, 37 chiếc F-100 và 11 chiếc B-37, thực hiện 644 phi xuất yểm trợ chiến trường cùng các loại bom nổ, napalm và bom phosphorus. Các B-52 đã bắt đầu oanh kích các căn cứ cộng quân tại chiến khu D từ 18 tháng 6. Phi đoàn 514 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng tham dự trận đánh với nhiều phi suất yểm trợ bằng các Sky Raider A-1. Một chi tiết đáng ghi lại, ngày 13 tháng 6, tướng Westmoreland đã dự trù đưa quân Mỹ trực tiếp vào trận.
không cho tập trung tại Phước Vĩnh, 738 quân của tiểu đoàn 1, trung đoàn 503 bộ binh thuộc lữ đoàn 173 dù cùng các đơn vị pháo binh của tiểu đoàn 3, pháo binh trung đoàn pháo binh 319 Mỹ. Sau 5 ngày chờ đợi tiểu đoàn 1, trung đoàn 503 trở về lại căn cứ, tổng kết tổn thất theo tài liệu Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa 416 hy sinh, 174 bị thương và 233 mất tích. Trong đợt đổ quân thứ nhì của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 tại Phi Đạo thuận lợi, khi quân dù tiến vào còn tìm được 7 quân nhân sống sót và thu hồi 55 xác quân bạn, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 hy sinh tổng cộng 284 người. Tác giả Trần Lý, tháng 6 năm 2019. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn.